tâu quỳ bái đạo văn mời Phật thánh lai giáng đàn duyên. Dâng lên đăng đăng chờ dâng lên lòng tin bán tín thánh tiền một người cùng chung ngôi kiều chính vị ngược trên rời sở chỉ bốn phương trong sáng như gương lòng người trong sáng như gương phân tộc biến hoa dịu dàng nghe có trời mày lão tốt tươi diện mê mày lão tốt tươi hình dung yêu điệu miệng cười nở hoa tóc phung xa xa lung long tóc phung đi xa xa áo sông hương xa hài hì con bầy ngự chín tầng mây thành mẫu kiểu chung ngự chín tầng mây quản khai các bộ tiên này thượng đình sau một áo xanh có phen chờ một áo xanh xa trời đông biển đàn xanh quyền trầm hậu hạ giữ xăm phật tâm siêu hậu hạ giữ xăm kẻ đâm tú bóc người ngâm hương sông thay đổi áo hồng áo xanh nhà thay đổi áo hồng cung nam thánh ngữ xa rồng địch ta xa lon thánh giá mẫu hoàn cung mẫu đầy địa tiên con cung thỉnh mời thành mẫu đệ nhị địa tiên bích sư hiển thành trong đền sung sang cảnh lạ vô biên sư thanh cảnh lạ vô biên long diệt hổ nhiễu đất lành tự nhiên bạch chỉ hiên hải hà chúng tú được xuất tình cứu tú mừng thay quỳnh quê theo trần na kiếp sai đòi quỳnh quê theo trần na đồi ngang phố cát na làm thần khắp bốn phương nước đến đế vương mà danh tiếng tồn nước đến đế vương mà lập đền nhang khói ngày đêm phục thờ sao thánh giá mẫu hoàn thị thành mẫu đệ tam mà cung đình mời thành mẫu đệ tam xích lân công chúa mộng ngược đền là hoài cung sách thảo mai xa lòng giáo ngờ
xa đủ tư làm cớ gieo oan. Trên dương thế có nhà nho sĩ văn tu tài, lão nghĩ là tên nhờ ấm thung huyền là trẻ thơ, nhờ ấm thung huyền là xôi tình nấu sự việc chuyên hàng đầu. Đỉnh đỉnh non xanh bốn bình vò vò sớm kia cùng núi vò ngàn cây. Giới định chân nhang vân khởi xuống thiên hương tín chủ kiên thanh nhiệt tại kim ngu phong quanh các nhân nguồn thực biên mãn tập phương tích nhật ra vư miệt màn tiêu tai trương. Nam mô phổ cúng vàng bồ tát ma tát, nam mô phổ cúng vàng bồ tát ma tát, nam mô phổ cúng vàng bồ tát ma tát. Dòng nhang lái cung tận cờ siêu quang miên chúng tự chúng ta tích tích tăng cung giả kim cung cung hoàng lật thạch thạch chủ tiên trung vương. Ca lăng tăng ra âm từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đình lệ lòng nhang thập cờ diệu quang minh phà chiếu thiên phùng xa loan thanh xa mẫu hoàn đi cung. Lô lộ trung thiên là ngôi châu cao, lô lộ trung thiên là cung thỉnh mời cho ba đệ nhất là thượng thiền và vang trần. Vui vẻ đền rồng sớm hôm mai, châu ba đệ nhất là vui vẻ trong đền rồng. Ngày chơi phủ trinh nhớ lầu hồng đồ ba vào ra thánh xa hồi đúng. Tiên thánh thượng ngàn dâng văn là tiên thánh trên ngàn đông quang tuần quán giác đàn chứng đầy gió quấn du cây trên ngàn, gió quấn rung cây dưới khe cá chim bay về ngàn xoan ra hồi tình thánh thoại thiên tay đệ tam châu. Thánh thoại thiên tay đệ tam châu hỏi thành cần hay là thiên thánh đệ tam cung kính mời thiên thánh châu ba đệ tam xích lâm lâm nữ ngự về đền anh linh. Trải mười thu dãi dầu sương tuyết đầy non xanh, bóng bóng nguyệt hát hưu thành thơ nắng nắng sớm mưa chiều. Tiếng chim khắc hoài như thêu mạch sầu lòng sâu. Ê lá xa ý thank you.
tưởng nông nỗi dòng châu lạ cha tâm thân này. Có xa ai chi đâu, có lẽ nào nát ngọc chân châu, vùi hoa dập liễu. Bởi câu tam hữu tòng má hồng, má hồng phân bạc ý nghi. Chẳng xét ngày vàng vàng mười nỡ để lầm thâu sao đành nọt xanh một mình vò võ ý nghĩ. Xanh chứ một mình châu bà vò võ sớm khuya cùng núi cò ý màn mây đèn trăng chiều đã màn mây dưỡng thân đi huy quả ý bạt bầy chúc mai vạn lai thanh sơn tú thoái ý. Thường vác lai thanh sơn là tú thoái lốt đại xa tựa thế ngư long cũng có phen biến tướng hạ lùng mày ngài yêu điệu ý má hồng phi phương giá hương ý rưỡi dựa ý dâng nhang đồng tiền đồng đất nhang dâng lên tam bảo mười phương đô đông chi dâng nhang tiền đồng đất nhang niệm chữ từ bi tay dâng nhang niệm chữ từ bi niệm sắc bất thay chữ chữ chính cho đất đầy đầy tiền đồng đất nhang song nhang khai quang thập cờ diệu châu về chính đàn chúng ngã tích tăng cúng dạng kim phục hoàn thân cận thánh chúa tiên trung vương
thấp ra tư bi tâm chúng sinh cố ngã kim định lệ cả qua và chiếu thiên tôn. Không làm con
lừa bỏ tay. Trái thấy chàng chẳng xét gian ngày, nỡ bắt kiếp đem đầy nơi viện thú. Hôm mai vỏ vỏ con tủi phật ngập ngùi than, tấm lòng son nở bôi rồi gạt vàng đau dạ thắt ngẩn ngơ diện ngọc. Tường duyên tơ tóc mi con tủi phật má hồng, khi vui thời bạn với chúc chúng thông, lúc buồn lại than cùng. Hồi cỏ thiên duyên kỳ ngộ sẽ gặp tình quân, con gửi bức thư về mãi hải tần trình khắp hết lương ban thần tử. Chúa về cho tới lòng mà dài kinh xuyên phải tội thảo mai đi đầy công cán này, có ai tẩy liễu nghị phong cho làm cuộc tế thoại quan. Ôi cùng không sai tứ phụ tùy tòng, chiêu dung công chúa nhục đồng sầu bà kiêu gần âm âm sáng xanh nghi kỳ âm âm sáng xanh nghi có sầu địa ách gạch giật giật hòa xe ra hồi cùng phùng vòng đêm tôn quan phùng vòng đế đình giao y sắp vui trừ tình quan lớn chóc chóc tà nhật bóng tôn quan đứng đình mời ông lớn đệ nhất tôn quan lại lầm chắc sáng trần gian mực đồng thạch xa sơn lệnh sơn yêu tọa sơn trang sơn lệnh sơn yêu đền thờ quan giám sát trên thượng hàng
có sắc ma bạc phong. Hoàng đế tinh quân quân lơ tinh mời, Hoàng đế tinh quân quân lơ hiệu ông đệ tiết định giáng sinh. Ông tại thiên đình nguyên xưa, ông tại thiên đình đêm ngày trầu trực cung dinh lâu đài hiệu là giám sát tòa khai. Thông chi tam giới thần sai đại thần có phèn giá vũ đặng vân. Giá vũ đặng vân pháp tôn quan. Giá vũ đặng vân bát muôn công ông tài xa dân đều đến làm tôi. Đại hạt nắng đô môi cứ rời làm. Đại hạt nắng đô môi cầu quan đảo vũ phong lôi giờ dần. Chính ngự ngài và đức vua cha, chính ngự ngài và hình quan giám sát các quan hoàng đế thương an tam cõi đồng quyền. Bao nhiêu để đến tiền cũng cũng về vì tay ông ấy. Giúp nước phù đời ngay công minh, giúp nước phù đời quyền ông cai quan khắp ngoài, khắp ngoài giang sơn đi. Vân ngọc chỉ xuống chơi Nam Việt đức anh hùng cứu khắp mấy vạn dân. Thank you.
có phép ông xa ngày này có phép ông xa cần đại vương mà xa nghi cả bàn phép ông ơi máu thì căn tư xin linh ra ai vật hổ phù ra yêu hùng hổ cô đâm cảo chân ra dập tẩy đông chảo dầu son ngược bùng bùng có phép ông ra ngày đây có phép ông ra gần cái đai mộ mà ra như cả bàn phép ông đề má tu mình đôi má tu mình phép ông đề má tu mình hổ lên căn tư xin linh ra ngoài bắt hồ phương ra uy hùng hổ vô đông đảo chân ra dẫn cây đinh chảo dòng sôi khói lửa ngập bùng đôi tay ông hoa tứ tung tứ lạnh tay ấn quyết biết ra đi dấu mắt thật đủ ra cứu độ dần dần sinh cổ lên cắn tu xiên linh giao ai mặt hổ phù giao y hùng hổ hồ đất bảo chân dẫn tẩy đinh chảo dầu sôi khói lửa lập bùng đôi tay lấy hoa tứ tung tứ hành tay ấn quyết giao y dấu mặt thần phù ra cứu độ dân dân sinh hết ông đôi má tu mình đôi má tu mình hết ông đôi má tu mình hổ lên căn cứ xin linh ra ngoài mặt hồ phù ra uy hùng hổ hồ đông đảo chân ra dẫm tẩy đông chảo dầu khói lửa bập bùng bùng
lệnh quân ra thần tông tốc sáng lệnh sai hành tốc tốc như lời không công tư pháp phải đi hết công công lại sai tiết lệnh lực sĩ rất là định tứ lộ ngục trục vũ phương hỗ trợ pháp hùng hùng ma trục quỷ sợ ông bức vì hình văn ban bình ngày lai đáo cử động lên cứu độ dân sinh. Đặt sang ngày nay dung kiếm đặt sang kim đất sớm điệp gần phong sớm tài đơn quan đầy giác phúc lưu ơn xin mang các quan lớn về xin mang các quan tả tư hữu đội thương ban áo đàn quân thủy quân bộ ơi hà thiên linh văn mã hăng nga kéo xa lệnh tiền tiên đội vàng hàng tư văn ban thỉnh tôn quan lai náo ngự động lên cứu độ dân sinh thượng đi ngoại tỷ nà ma sáng phù sáng trượt bức kỳ an biên độ nhân đợi cử cho hầu nhiên sớ điệp thiên ân dừng lên sớ điệp thiên ân ngày về tâu đôi chép biên rõ ràng thê cho đệ tử tràng sinh anh minh nhớ con lớn ngài chính trường ơi giúp nước phổ đời quyền ông lớn quản cai khắp hết nơi mọi nơi vâng lệnh chỉ xuống chơi Nam Việt anh hùng hào kiệt ni đổ khắp muôn dân sắc rồng ban thượng đẳng chức tôn thần quyền ông giám sát kiêm trì phủ điện nghe văn thỉnh luyện ni ông lớn giá ngự đàn chung chữ sở câu hữu cảm bất thông hộ đệ tử đông gia phú quý
nương dâng đức vua cha tránh ngự ngài rồng. Cung thỉnh mời quan giám sát giảng đàn chung, bao nhiêu cửa điện cũng về hề tay ông. Tinh phi hỏa tốc cấp cấp nã như phòng, hách chàng anh linh thánh khí ông giám hộ đồng chữ trung hiếu bản vô nhị chi. Thượng phong chi thủy địa cốc lâm sơn, nam thiên chi đệ nhất nay đền quan, cảnh lạc thu thượng ngàn sơn cước ý. Vạn cổ anh linh lai hạc ra phi đằng ngọc bội hạ lòng trương, trên bảng vàng để thánh thọ vô cường, để bốn chữ thiên trường địa cửu. Bồng lai cung cung quyết hách chạc linh thanh, hách chạc linh thanh quy ra khắp hết thiên đình, đứng lừng lẫy khắp thành hào linh chính khí. Sinh vì nhân nay tử hóa vì thần, sổ sinh tử chạm tiền, chạm tiền hậu tấu. Thank you.
ngọc vi chi kinh nhé, vi hạ chi chung. Sớm cùng khuya ông lớn chầu trực ngài rồng tiền như hầu dốc lòng chung chinh nhé. Thông minh nhà chính trực nghe hiển hách nhà uy cường nặng đôi vai gánh chữ cường thường nhất một là tỏ lòng